Ok, hello anh em. Ngày hôm nay mình rảnh, mình có đóng mấy chục cặp cá giao cho khách nè. Thì mình rảnh mình quay clip lại vô chia sẻ với anh em chơi. Thì bây giờ mình đã bỏ vô bịch hết rồi. Bây giờ thì ráng trồng tím đó mà. Giờ xong hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ quấn con keo lại. Thì bỏ vô cái thùng mót này, thì đóng cá cho anh em mình sử dụng cái thùng mót. Phí ship thì anh em lo, còn phần thùng mót thì mình chịu, không tính phí thùng mót nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ quấn băng keo lại cho cái bịch này. Nếu mình quấn băng keo lại chi biết chi không, khi con cá nằm đây nè, cái nó có bị cấn gì á, nó không bị kẹt đầu chỗ này thì nó sẽ chết nữa các bạn. Nên mình phải quấn con cá kẹt đầu chỗ này nó sẽ chết nha các bạn. Thì mình sẽ quấn băng keo cho nó bít cái này lại, cái này nó sẽ cong lên thì nó sẽ không có bị bít cái đầu như vậy, thì con cá nó sẽ không chết. Cái trường hợp này hồi lúc trước mình không biết á, mình bị hoài à, thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn biết. Rồi mình đóng cá bịch thì sẽ quấn như thì nó sẽ căng. Mình sẽ làm một video hướng dẫn cho các bạn quấn cái này cho nó buộc cái bịch như thế này. Thì nhìn nó vậy thôi chứ có nhiều bạn làm sẽ không được, mình cũng đã trải qua rồi nên mình sẽ biết và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì các bạn cứ đón xem vào video tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ quấn băng keo lại và mình đi qua đi tìm mình gửi cho khách. Rồi các bạn, thì mình đã buộc xong hết mấy cái này rồi. Thì cái này rất là hay, tiện lợi nên mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì bạn nào đóng cá thì nên sử dụng cái này nha. Quấn băng keo là gì nè, giúp cái bịch nó căng hơn và nó không bị lủng bịch. Mặc dù cái bịch này là thì mình mua rất là dày nhưng mà sẽ có những bịch nó mỏng. Thì các bạn cứ dán như thế này. Rồi, rất là hay. Có nhiều bạn sẽ không biết, còn những anh em nào bán cá chuyên nghiệp thì đương nhiên mình sẽ biết cái này, nhưng mà thì có mình sẽ chia sẻ cho các bạn những gì mình biết. Ok, thì này nhìn nè, quấn xong rồi thì thấy bịch cá nó gọn gàng và nó căng. Cái này đã mình đi cá thủy sinh cho nên cũng hộp vàng thủy sinh thôi cho nên mình đóng nhiều, còn nếu mà anh em nào mua cặp thì mình sẽ đóng ít lại. Rồi vì anh này mua số lượng cá nhiều nên mình nếu mà mình đóng từ cặp đó thì phí ship nó sẽ rất là cao nên mình sẽ đóng như thế này. Phí ship mà cá mà mấy em thủy sinh mà mua nhiều quá thì phí ship nó rất là cao nha các bạn, hình như 10 kg thì lấy trên 100.000 á. Còn bình thường dưới 3 kg á, thì nó sẽ như có 30.000 tiền ship thôi. Rồi đấy là những cái mà mình chia sẻ cho anh em khi đóng cá. Thì hôm nào mà mình đóng cá thì mình rảnh thì mình sẽ quay video cho các bạn. Thường thường thì mình đóng cá nhiều, cá thủy sinh thì mình sẽ quay cho các bạn, còn những cặp cá mắc tiền á như HB Retro bán khoảng 200k cặp á thì đóng con bịch thôi, có đâu có gì đâu mà chia sẻ. Thì có này nhiều thì mình quay cho các bạn xem luôn ha. Rồi cảm ơn các bạn nha.